có vẻ như chúng đặt bom ở tháp đồng hồ. Chú ý vào thằng kia. Cái gì thế? Đến lúc rồi. Ngưng động thời gian. Thời gian có hạn, nhanh lên đi. Ok. Không thể nào, vẫn còn một con cử động. Hết xài năng lực nhé. Chết tiệt, đầu tôi đau quá. Cút đi. Tại sao, vẫn chưa hết giờ bạn? Không, anh CP Commandatan ơi. Thằng này khá đấy, ăn từng đó tên lửa mà vẫn sống. Chúng ta bị bao vây rồi. Hê, hey, nhìn qua bên kia đi. Cô mau qua đó bắt nó, kể bọn tôi. Tôi lấy được rồi, dừng lại mau. Không thể nào. Chúng lừa mình. Đành phải liều một phen vậy. Bọn anh sẽ nhẹ nhàng với cô em thôi. Bứt phá giới hạn. Dồn tất cả vào đòn này. Ngưng động thời gian. Hay lắm, mình phải nhanh lên mới được. Dâu Hòa, mình có ý này. Hay quá, vừa kịp lúc. Thả tao ra. Dám bắt nạt bà à? Tiếng động này là... Tiếng gì thế? Xử nó đi. Ok. Ôi không, cái quái gì đây? Khốn kiếp, không cắt được xích. Có vẻ đã hết bom rồi. Nhìn ông còn bự hơn cả tôi. Chỉ bằng ba ông cộng lại chứ mấy. Thôi thôi, cho tôi xin. Ông gõ mạnh cái nữa là loa tôi bẹp rúm mất. Mừng ngài trở về.
cho người sửa chữa lại bộ máy của ta đi. Ta đã phải cố gắng lắm mới trở về được đấy. Ta nghỉ chút đã. Ngài ấy đang ở đây. Khi thật, ta phải giải thích thế nào để ngài ấy nguôi giận đây? Đó không phải ý tưởng của tôi. Keep their titans busy with your horrid toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat or upgrade. Clocks will fall.